Tiếp tục thông tin về giải xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh cúp gạo hạt ngọc trời lần thứ 22 năm 2017 với chủ đề 22 năm nối kết những cung đường. Sáng ngày 11 tháng 5, 95 tay đua đến từ 19 đội thuộc hệ trẻ và hệ phong trào trong cả nước và đội bạn đến từ Campuchia đã thi đấu chặng 2 trên vùng đất cao nguyên nắng gió. Kết thúc chặng 1, chiếc áo xanh dành cho vận động viên tấn công xuất sắc hệ phong trào và trẻ lần lượt là Quỳnh Giang Thuận và Dương Phi Rút. Áo vàng hệ phong trào thuộc về Bùi Văn Sành và hệ trẻ do Hoàng Văn Cường nắm giữ. Thưa quý khán giả, và hôm nay chặng 2 giải đua xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh cúp gạo hạt ngọc trời lần thứ 22 năm 2017 sẽ xuất phát từ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông dọc theo quốc lộ 14 đến thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Và ngày hôm nay các tay đua sẽ chạy trên một cung đường với rất là nhiều đèo dốc. Tuy nhiên, không khí mát dịu là điều kiện khá thuận lợi để các vận động viên khởi động những dòng xe đầu tiên cho hành trình dài 119 km. Sau nhiều pha bóng đổi kịch tính bằng cú nước rút dũng mãnh, tay đua đến từ nước bạn Campuchia, Dương Phi Rút, cán đích đầu tiên với tốc độ trung bình 41 km một giờ. Theo sát nút là hai tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân của quân khu 7 và Hoàng Văn Cường của gạo hạt ngọc trời. Đây là một kết quả không quá bất ngờ ở chặng này khi những anh tài của môn thể thao tốc độ luôn giành thế tấn công ngay từ đầu cuộc đua. Mặc dù giây thứ 3 nhưng chỉ chênh lệch vài giây, Hoàng Văn Cường số đeo 01 tiếp tục giữ áo vàng ở hệ trẻ sau hai chặng. Dương Phi Rút cũng đang tạm giữ với áo xanh, còn ở hệ phong trào cả hai chiếc áo vàng và xanh đều do coureur Bùi Văn Sành, tỉnh Biên An Giang nắm giữ. Chặng 3 vào ngày 12 tháng 5 từ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương về thị xã Kiến Tường, Long An sẽ được chúng tôi phản ánh trong chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi.